quý vị khán thính giả. Trên đường dây của chúng tôi hôm nay là luật sư Nguyễn Văn Đài từ nước Đức. Trước hết thì mời anh Đài gửi lời chào đến quý vị khán thính giả thưa anh. Vâng, xin chào anh Diễm Bình, Quý Đức Minh. Xin chào quý khán thính giả. Rất cảm ơn anh đã tham dự chương trình của chúng tôi, lời mời tham dự chương trình của tôi ngày hôm nay. Thưa anh, trong những ngày vừa qua thì dư luận Việt Nam hết sức là trộn rộn, hết sức là ồn ào và phẫn nộ, cũng như là người ta bày tỏ sự bức xúc trước một cái hiện tượng, một cái đoạn video clip dài chỉ 40 giây, nhưng làm chấn động cả cái dư luận xã hội Việt Nam. Tất nhiên là dư luận đó ở trong dư luận nhân dân và trên mạng, đó là cái đoạn video clip về Bộ trưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng với lại Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô, một đại tướng và một thiếu tướng là đã có cái màn ăn chơi rất là ngoạn mục, gọi là rất là độc đáo ở tại Vương quốc Anh khi mà sang giám dự cái hội nghị biến đổi khí hậu cùng với ông Thủ tướng Chính phủ. Sau khi mà đến nước Anh thì cái màn mà Tô Lâm cùng với Tô Ân Sô đi ăn một cái bữa cơm mà gọi là bít tết bằng cái bò rát vàng của một cái nhân vật, một cái bữa, một cái nhà bếp rắc muối gì đấy, nó tạo ra một cái dư luận xã hội. Anh quan sát cái câu chuyện này như thế nào thưa anh? Anh nhận thấy được cái điều gì ở đó, có vấn đề gì nó mà để dư luận xã hội nó ồn ào và nó có sự phẫn nộ rất là ghê gớm như vậy thưa anh? Vâng, cái câu chuyện này thì chúng ta phải nói rộng hơn một tí để cho quý khán giả nhìn nó một cách rõ nét hơn. Thứ nhất ấy là Tô Lâm đã đi cùng với Thủ tướng độc tài Phạm Minh Chính sang Scotland để dự cái hội nghị về biến đổi khí hậu. Khi mà máy bay chuyên cơ xuống Scotland thì Tô Lâm và Tô Ân Sô cùng một số quan chức khác ấy thì đến London để hội đàm với lại người đồng cấp là Bộ trưởng Đỗ Anh về vấn đề nhập cư trái phép, rồi vấn đề chống tội phạm xuyên biên giới quốc gia, rồi một vài vấn đề khác liên quan đến quốc tế. Thì trước đó thì khi mà vừa tới London thì Tô Lâm cũng đã đến thăm và đặt vòng hoa trước tượng các Mác là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản. Thì chúng ta đều biết rồi, cái thời mà Mác viết cái luận thuyết chủ nghĩa cộng sản á, chủ nghĩa Mác á, thì ông ta lúc đó là một người nghiện ngập và một cái người rất là nghèo khổ, sống nghèo khổ, có thể do thù hận đối với chủ nghĩa tư bản mà ông ta viết ra cái chủ nghĩa Mác để chống lại với tư bản của thời kỳ đó. Thì ông ta cũng không nghĩ được là sau này những cái hậu duệ của ông ta thì đã rất là xuất sắc trong vấn đề mà cướp chính quyền cũng như là cai trị người dân. Ông ta cũng không thể tưởng tượng được là cái hậu quả của cái chủ nghĩa Mác của ông ta tạo ra như nào cho nhân loại trong suốt gần một thế kỷ vừa qua, hơn một thế kỷ. Thì sau khi chỉ vừa đi thăm tượng các Mác về thì Tô Lâm đã đến cái nhà hàng nổi tiếng bậc nhất London và được coi là một trong những nhà hàng đắt đỏ bậc nhất trên thế giới. Và ông ta thưởng thức một cái món bò rát vàng. Thì ở cái nhà hàng này ấy, thường họ chỉ phục vụ các cái thực khách với món bò rát vàng hay có tên là tomahawk ấy, giống cái tên lửa tomahawk của Mỹ ấy, dành cho những cầu thủ bóng đá nổi tiếng, dành cho những người thuộc giới ca sĩ, nghệ sĩ hay là các ông chủ tư bản thôi, tức là dành cho những giới cực cực giàu ở London cũng như trên thế giới đến đấy. Thì Tô Lâm là một bộ trưởng một quốc gia rất là nghèo đói. Thì chúng ta biết rằng Việt Nam chúng ta trong suốt những năm tháng vừa qua thì vẫn ăn xin, và hiện nay đang ăn xin rất là tấp nập, đặc biệt là đi ăn xin vaccine. Thì lúc nào đi đâu kêu nghèo kể khổ, là 40 năm chiến tranh, rồi là bao nhiêu năm cấm vận, rồi bây giờ dân khổ quá thì xin các bác chú cho em ít vaccine về tiêm cho dân, nếu không thì nguy hiểm quá, thì em sẽ nguyện dùng sức của dân của em để cung phụ các bác sản xuất hàng hóa để cho dân các bác tiêu xài. Đấy là cái là luôn luôn lập cái điệp khúc là đi xin vaccine như vậy. Thế nên đất nước thì nghèo, dân thì khổ. Thế mà Tô Lâm chơi món bò, một miếng thịt bò của ông ta trị giá đến 10 tấn lúa của người dân, thì đúng là một cái gì là làm cho người dân tức giận, đúng rồi. Thế thì cái đây thì tôi đã từng gặp rất nhiều người từng phục vụ các quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam sang ăn chơi ở không chỉ ở Anh mà ở châu Âu. Họ kể lại ấy, cái việc mà ăn bữa ăn thịt bò tomahawk đó, nó chỉ là cái khúc giữa thôi. Khúc đầu tiên ấy, là đi mua sắm, tức là ở bất kỳ một nước nào châu Âu ấy, thì luôn luôn có những hội gọi là hội người Việt. Hội người Việt này chuyên môn cung phụ những quan chức, nếu như không huy động được hội người Việt ấy, ở Đức thì rất nhiều hội người Việt, thì ở Anh thì như là không có, thì họ sẽ buộc phải các quan chức sứ quán đấy, là đưa đi mua sắm đồ, đi mua thích cái gì đó mua. Đặc biệt là Tô Lâm với Tô Ân Sô là hai thằng cực kỳ tham. Hồi tôi nghe những câu chuyện của thời Tô Ân Sô là mới lên thôi, nhưng mà Tô Lâm trước đây ấy, đi công tác nước ngoài là đi đến đâu là cũng những người dân địa phương hay những nhóm người cộng đồng người Việt ấy, là luôn luôn gạ hết mua đến cái này đến cái khác. Đấy là mua sắm, xong mua sắm thì mới đến cái bước ăn, rồi là bước thứ hai
Đấy, rồi sau bữa ăn á, là còn đi chơi chơi gái nhá, đi đến nước nào thưởng thức cái nghệ thuật thứ bảy của cái nước đó. Đấy là như vậy. Thế cho nên là Tô Lâm thì quen cái thói từ xưa nay là rất ngạo nghễ rồi, đi không coi như là trời không biết đất không biết, chỉ có chúng ta với nhau, nên là coi thường hết. Không ngờ là vớ ngay phải cái ông chủ này, ông thích khoe trên mạng. Chắc là tôi cho rằng là khi đến đây ấy, giới thiệu thì cái người giới thiệu là đây là ông coi là một quan chức cao cấp của một chính phủ cộng sản, ủy viên bộ chính trị cho đại tướng. Cho nên là cái tay chủ quán nó mới tò mò, rồi nó cho nhân viên của nó quay phim, nó quay xong thì nó lại up lên trên TikTok của nó đấy. Thế nên mà đã đen đủi chắc là những nhiều lần TikTok rồi, nhưng mà không may thế nào ông Hoàng Dũng, một cái người chống đối ở Việt Nam, ông ấy bị yêu nào lọ mọ vào đâu chốt được cái video này. Giống đưa của ông ấy giờ này Á Châu tự do chồng được đưa lên, và tôi với Á Châu vừa đưa lên tôi chồng được tôi đưa luôn. Thế là cuối cùng nó phát tán quá mạnh đấy, cuối cùng là nó lan truyền mạnh mẽ suốt cả tuần nay, cho nên là Tô Lâm đỡ không được đấy. Và chúng ta đều biết rồi, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước tức giận, cũng như là quốc tế họ cũng tức giận chứ, bởi vì là trong suốt những tháng vừa qua là người dân được khổ sở. Thống kê là ít nhất là Sài Gòn tổng số lượng người mà cần trợ cấp là đến 8,4 triệu người, riêng Sài Gòn là 4,7 triệu người. Người ta sống khổ lại khổ ai thế, mà ông đi sơ một món một món thịt bò, một cái miếng đớp của ông ta đến 10 tấn lúa thôi chịu bó tay rồi. Và ăn Tết bình thường thôi cũng được, nhưng mà theo các chuyên gia về y tế họ cho biết ý, là cây vàng hay chẳng có giá trị gì cả, ăn vào rồi ỉa ra thôi, nó đâu có hấp thụ đâu, nó là vàng trơ mà, vào axit tôi không 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 bị thay biến đổi thì vào ruột với cái dịch gì trong ruột làm sao mà thay đổi được cái chất của vàng. Cho nên thì nó dành cho những người gọi là những tầng lớp thượng lưu, họ ăn để thể hiện cái sự sang trọng họ thôi, tức là biểu hiện ta đây là một người cực kỳ giàu có, ta đây là một người cực kỳ nổi tiếng, chứ còn nó không có đem lại có ích lợi cho sức khỏe cả đấy. Thế nhưng mà Tô Lâm cũng là, gọi là chó đú thì mèo mù cũng tập tễnh rồi thì cũng đú theo, thế là cũng nghĩ mình là cầu thủ số 1 thế giới, là cũng đi ăn chơi kiểu đấy, thì cuối cùng là bị dân đưa lên chửi bới cho suốt cả hơn tuần nay rồi. Thế rồi giờ mà tôi thấy mặt ông ta vẫn trơ lắm. Về Vâng. hôm qua thì đi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, hôm nay thì đứng giữa Quốc hội đấm thục thục cực lên là điều tra người này điều tra người kia, rất là ghê gớm. Vâng, thưa anh, cái vấn đề của Tô Lâm thì chúng ta thấy một cái điều là mấy cái tháng vừa qua, ít nhất là trong 5 tháng vừa qua thì người dân đến khốn khổ, biến cả một cái đất nước thành cái những cái một cái trại tù khổng lồ. Những cái thành phố như Sài Gòn, rồi Bình Dương, rồi kể cả như là Hà Nội, hàng chục, hàng mấy chục cái chốt canh, chốt cửa ra vào, rồi một cái người dân đi ra thì bị đánh, bị đập dưới đủ các cái loại, thậm chí những người nhiều người mất mạng vì những cái chuyện là rất là vớ vẩn ở cái chuyện gọi là phòng dịch, rồi là người ta chỉ đói một chút và đi lên kêu gào vì người ta không có một miếng để ăn, rồi là có những trường hợp mà người ta phải ăn mì tôm lên cả mấy tháng trời, đến mức độ là không đi ra khỏi nhà là teo cơ, rồi là bị suy dinh dưỡng. Rất nhiều trường hợp như vậy, và chúng ta thấy được những cái dòng người bỏ chạy khỏi Sài Gòn với những cái đứa trẻ con mới có mấy ngày tuổi, mẹ nó bế lên tay vắt vẻo như cái nhánh lá, rồi là đưa đi để chạy khỏi Sài Gòn bằng một cái con đường mà người ta phải đi bộ, còn không có xe để mà đi, còn không có một cái xe tử tế để mà về quê. Tất cả những thảm cả trạng đấy, một cái gọi là một cái thảm họa nhân đạo, thảm họa xã hội của hàng triệu người như vậy chỉ xảy ra dưới thời cộng sản. Trong đó có trách nhiệm của Tô Lâm, trách nhiệm của ủy viên Bộ Chính trị, của những người khác như vậy. Trong khi đó thì Tô Lâm là ngạo nghễ một mình coi như đi sang một nước châu Âu và tư bản và ngồi chén cái món thịt gọi là cái một cái miếng đớp của Tô Lâm, gọi là miếng đớp thế kỷ, có lẽ là gây một cái sự phẫn nộ một cách ghê gớm. Và thưa anh, là anh biết được cái sự phẫn nộ ở trong nước mà người ta đã đến mức độ không những là người ta ví bằng là một chục tấn lúa, cái một cái miếng thịt bò bít tết mà dát vàng đấy, mà thậm chí là người dân ở trong nước người ta bảo rằng chúng tôi là nông dân, chúng tôi chỉ vừa ví với phân thôi, thì cái miếng thịt mà Tô Lâm đớp vào mồm như vậy thì bằng bao nhiêu chuyến phân bác của người ta bón ruộng, mà người dân cổ nhuế là phải xe bao nhiêu xe phân để bằng cái miếng đớp của Tô Lâm. Và tôi nghĩ rằng là một cái cách ví von phải là hết sức là xót xa, hết sức là đau đớn và hết sức là thấm thía. Mà không hiểu là tại sao mà hàng nghìn cái tờ báo của Việt Nam mà không một tờ nào dám oé một tiếng nào về cái vụ việc này, rồi Tô Lâm vẫn cứ trơ mặt trơ ra để mà rao giảng về cái chuyện là điều tra cái nọ, điều tra cái... Anh có nghĩ rằng cái mặt của Tô Lâm nó còn tí nào là cái thần kinh xấu hổ ở đó nữa không, hay là cố tình nó trơ lì như thế, hay là vì nó cũng biết xấu hổ nhưng mà nó phải thể hiện cái cách như vậy thôi?
Không, tôi nghĩ là không xấu hổ đâu, nó chết rồi. Tức là năm 20 tuổi, năm nay ông ta là sinh năm 1957 đúng không? Năm nay là 64 tuổi, 65 tuổi rồi. Ông đã chết từ năm 20 tuổi rồi. Khi mà ông ta vào ngành công an, ông ta vào đảng, ông ta đã chết cái từng cái xấu hổ rồi. Bởi vì học trong ngành á, khi mà ông ta sống ở trong gia đình ấy, thì ông ta đã chứng kiến việc bố của mình là lúc là Tô Quyền, là giám đốc công an Hưng Yên, rồi sau này lên cục trưởng cục quản lý trại giam V26 đó. Thì ông ta thấy bố ta là một con người như nào rồi, sống trong một môi trường người cha làm công an như vậy thì ông ta đã thấm thấm những cái xấu của từ người cha rồi. Khi vào trong môi trường học đường an ninh vậy thôi thì nó cũng ông ta đều nhiễm cái xấu cả. Thế thì ông ta nhìn thấy hai cái xấu như vậy trong cái giáo viên thì đứng ở trên bục giảng vẫn giao giảng về chủ nghĩa Mác Lênin rồi tư tưởng Hồ Chí Minh rồi chủ nghĩa cộng sản rồi tất cả mọi thứ rất là tốt đẹp, nhưng mà trong khi đó tất cả những cái gì ông ta chứng kiến thực tế ấy, thì nó đều đi ngược lại. Thế rồi sau này khi bắt đầu ra trường bước vào ngành công an ấy, thì nó lại càng 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 ngược lại. Mỗi lần đi học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta học từ sơ cấp lý luận cho đến trung cấp lý luận rồi cao cấp lý luận, tất cả những cái lời mà giáo sư giảng dạy ở giảng đường với lại những cái gì thực tế mà trong ngành chúng ta diễn ra nó đều ngược lại. Ông ta phải làm ngược lại tất cả những cái gì thuộc về lý luận, thuộc về tư tưởng ấy, của đảng và nhà nước thì đều là làm ngược lại hết. Thế nên là ông ta đã bị mất dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi, cho nên nó không không có không còn một chút xấu hổ nữa. Phải nói là con người, nếu như mình, nếu bản thân tôi ấy, mà mình có làm cái gì sai hay nhỏ thôi mình cũng cảm thấy ngượng mấy ngày liền, cảm thấy mình day rất bức xúc lắm đấy. Nhưng mà một con người như thế mà cả báo chí quốc tế làm rùm beng như vậy mà không mảy may một chút nào thì phải nói là con người quá ghê gớm, quá ghê tởm luôn, không tưởng tượng được. Thưa anh, không chỉ có mỗi một Tô Lâm, chúng ta có thể nói Tô Lâm là một cái nhân vật mà có thể bây giờ gọi là người ta gọi là khi khi mà đã vấy bẩn rồi thì coi như bất chấp, người ta gọi là trâu lấm thì trâu mà lấm thì vảy cạn, coi như bất chấp, coi như đến mức độ là quá mùa ra mưa. Cái người thiên hạ ta cũng nói rằng là như vậy. Thì nhưng mà là bên cạnh đó còn có Tô Ân Sô là chánh văn phòng Bộ Công an. Ông Lê Đình Kình là một loại cương hào địa chủ mới, hậu quả sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên mượn danh nghĩa đảng viên, ham muốn vật chất. Người phát ngôn của Bộ Công an là cái người mà đã tuyên bố rằng Lê Đình Kình là cường hào ác bá ở ở Đồng Tâm, cường hào ác bá ở Đồng Tâm, và bây giờ không biết cái đám cường hào ác bá Đồng Tâm đấy và bị Tô Lâm, bị Tô Ân Sô đưa hàng mấy nghìn quân vào tiêu diệt cả đêm đoàn cường hào ác bá đó và tiêu diệt như vậy, thì cái một cái gia cơ cơ ngơi của cường hào ác bá trong Đồng Tâm liệu có bằng cái miếng đất của Tô Lâm và của Tô Ân Sô hay không? Cái điều mà chúng ta thấy một cái điều thế này thưa anh, ở trong cái đất nước chúng ta có cái truyền thống văn hóa đến nghìn năm nay là người ta rằng là miếng ăn hay là miếng nhục, miếng ăn là nó rất là cần thiết đấy, nhưng nó là cái miếng nhục này, như anh ăn uống mà không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng cái kiểu, không đúng cái này cả. Nhưng mà tôi cho rằng là ở đây trong cái điều kiện là cái vụ việc của Tô Lâm và Tô Ân Sô này ở cái bữa ăn bò rát vàng này thì tôi cho rằng đó là một cái tai nạn. Bởi vì cũng như rất nhiều người nói và như anh vừa nói xong, tức là cái chuyện ăn uống phá phách và cái chuyện thể hiện đẳng cấp rồi là cái chuyện tiêu tiền của dân như là xé gió này, như xé như đốt lá rừng này, là cái chuyện không phải là chỉ có trong chuyện ăn, mà trong chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện ở, chuyện tất cả mọi việc. Chỉ có một điều là đấy được coi là cái tai nạn, là bởi vì ngoài ý muốn của Tô Lâm, ngoài ý muốn này khác, cứ tưởng là ở một cái đất nước xa xôi khi kín đáo thì rồi là không ai biết, thì không ngờ rằng nó lộ ra là bởi vì cái tay chủ nhà hàng đấy là muốn là đưa nó quảng cáo. Anh nghĩ rằng là cái việc mà bị tai nạn này thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái vấn đề của Tô Lâm ở trong cái con đường chính trị của Tô Lâm? Ta không nói trong con mắt của dân chúng nữa, bởi vì đối với Tô Lâm và đối với Nguyễn Phú Trọng với cái Đảng Cộng sản thì trong con mắt dân chúng như thế nào nó không cần quan tâm. Nhưng vấn đề ở trong con mắt các đồng chí lẫn nhau và với cái vụ này thì có phải là một cơ hội để cho Nguyễn Phú Trọng ra tay, hoặc là để cho các phe phái khác ra tay để Tô Lâm phải chống đỡ trong vụ này? Anh nghĩ thế nào về vấn đề đó thầy? Không, cái đấy chắc chắn này, bất kỳ một cơ hội nào ấy, thì trong, bởi vì bản thân Tô Lâm ấy, từ từ xưa nay thì trong giới cộng sản nó chẳng ưa gì cái tay Tô Lâm rồi, chắc chắn là thế đấy. Nhưng mà vì cái nó định được trước đây là nó nằm dưới trướng của Nguyễn Tấn Dũng,
thì đương nhiên là quá lớn rồi, không ai dám đụng chạm với Tô Lâm rồi. Thế sau khi Nguyễn Tấn Dũng đổ thì tay này cũng là dạng ma quái, nó chộp được ngay Nguyễn Phú Trọng. Đấy là đi về tất cả làm những việc từ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, ném một loạt các tướng lĩnh thuộc cấp của mình vào nhà tù để được Nguyễn Phú Trọng trọng dụng. Đấy thì hắn đã làm như vậy. Thế thì giờ đây ấy, cái ghế của Nguyễn Phú Trọng tương đối chắc rồi, mặc dù là tuổi cao nhưng mà ông ta đã củng cố được quyền lực của mình. Là liệu thì tôi cũng đặt câu hỏi là liệu rằng là không biết là đã đến thời điểm để Nguyễn Phú Trọng thanh lý cái thằng tội phạm rồi chưa, bởi vì nó quá mang tiếng. Thứ nhất là quá mang tiếng quá nhiều, đi đâu cũng bị mang tiếng là ông sử dụng một cái thằng trùm bắt cóc quốc tế, một thằng tội phạm vi phạm nhân quyền, rồi bây giờ thêm một cái thằng vua đớp nữa, thánh đớp. Đấy thì rõ ràng như vậy nó quá tai tiếng, mà cái tai tiếng này nó sẽ còn. Bây giờ tôi nghĩ là nên khuyến khích người dân Việt Nam ấy, mỗi khi mà đảng nhà nước chính phủ mà kêu gọi đóng góp bất kỳ một khoản tiền nào ấy, thì nhà nào cũng in cái ảnh sẵn của Tô Lâm, đớp một miếng thịt bò nó ra, và cứ mà cán bộ phường xã đến mà kêu gọi đóng góp ấy là mang ra, bảo là khi nào mà quý vị xử lý cái thằng đớp thịt bò rát vàng này ấy, thì chúng tôi mới nộp tiền. Nộp tiền vào loại sơ mất, thế nên là không nộp tiền nữa. Thế khi mà người dân làm như vậy thì chúng ta khuyến khích những người dân mà làm như vậy thì chắc chắn là nó Tô Lâm sẽ bị trừng trị. Vấn đề ở đây là Nguyễn Phú Trọng còn có còn muốn dùng Tô Lâm nữa để cho cái củng cố cái vị thế của ta hay không, tiếp tục đánh đồng giả Bắc hay không. Nhưng mà giờ đây thì Nguyễn Phú Trọng dưới trướng Tô Lâm thì còn rất nhiều là những người mà Nguyễn Phú Trọng đã cài cắm được rồi. Đấy, đặc biệt là cái tay tay Nguyễn gì Ngọc đấy, thứ trưởng đó. Nguyễn Đấy Ngọc, thì vâng đấy, Nguyễn Duy Ngọc. Nguyễn Ngọc, vâng đấy thì đó là cánh tay mặt của Tô Lâm rồi, à xin lỗi, cái tay mặt của Nguyễn Trọng rồi, cho nên là ông ta có thể gọi là chém chém ngựa giữa đường hay không, ở đây thì chúng ta chờ đợi xem. Nhưng mà thấy rằng mà để nguyên báo chí mà không đưa tin một tí nào thì phải nói uy của Tô Lâm rất là lớn, phải nói là bao trùm lên, không một cái tờ báo nào mà mình biết, chắc chắn là từ tổng biên tập phóng viên ấy, nó cũng bức xúc lắm chứ không phải không bức xúc đâu, nó cũng làm vất vả cũng lọ kia, mà bây giờ một cái thằng rõ sai là lè ra mà không dám viết thì mình cho dù ông Vinh bây giờ có làm tổng biên tập tờ báo Nhân dân thì cũng bức xúc lắm chứ. Bảo mẹ thằng Tô Lâm đấy, ông muốn viết chửi mày không viết được, ông cũng bức xúc ghê lắm. Vâng, thưa anh, chúng ta thấy được một cái vấn đề của báo chí Việt Nam. Tôi cũng đã khá có nhiều bạn bè trong cái giới báo chí, cũng rất nhiều bạn bè đã làm cái báo nhà nước và tôi cũng nói chuyện với họ thường xuyên. Ngày xưa tôi cũng có thỉnh thoảng viết cho một số báo và tôi thấy một cái điều là như thế này, cái bức xúc của họ cũng không khám gì kém gì chúng ta. Duy chỉ có một cái điều là nhiều khi tôi đang nhớ là cái nhân vật là cô Đoan Trang, mà bây giờ đang là một cái vấn đề về vấn đề nhân quyền. Cô Đoan Trang nào viết một cái bài gọi là Những Giọt Nước Mắt Lệ Phải, tôi thấy rất là hay. Những cái nhà báo đó họ cũng cảm thấy nhục, họ cảm thấy bức xúc, họ cảm thấy tủi hổ, họ cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà họ không cách nào khác, bởi vì ở nếu không thì họ lại ra ngoài lại đi theo con đường Đoan Trang chứ không còn con đường nào khác ở Việt Nam. Cái vấn đề là ở chỗ là ở trong cái ngành công an, ở trong cái báo chí Việt Nam thưa anh, là khi mà đụng đến công an thì bất cứ báo nào cũng sợ, bất cứ tổng biên tập nào và thậm chí là kể cả là trưởng ban tuyên giáo trung ương, chứ đừng có nói chuyện là ba cái lăng nhăng mấy cái thằng tưởng biên tập biên tiếp phải là bộ truyền thông những cái thứ đó ngoan thuộc. Nó bởi vì chẳng hạn như là có một cái lần một cái tin mà một cái tờ báo, các báo đưa tin là cái tổng kết của quốc tế rằng là ở Việt Nam thì tham nhũng nhiều nhất là cảnh sát giao thông, mà thì khi một tờ báo đưa lên cái thì lập tức điện gọi tổng biên tập bảo thế mày có định làm tổng biên tập nữa không, mà định chiếu công an tuyệt đối là không thằng nào dám đụng đến công an. Đó là cái uy thế, bởi vì cái sự tàn bạo của cái lực lượng công an Việt Nam thì chúng ta rất có kinh nghiệm. Và chính vì vậy mà thưa anh, là cái chuyện mà cả mấy trăm tờ báo không một tờ nào dám đụng đến thì tôi không thấy là lạ, là bởi vì người ta biết rằng cái ổ này nó quá thối, chỉ cần một tờ báo mà chọc vào cái thì lập tức là nó ung thối lên ngay. Vấn đề ở chỗ là liệu cái sự bưng bít bỏ đó thì liệu nó có bưng bít được hết hoàn toàn hay không, trong cái mạng xã hội nó dậy sóng như vậy, và cái điều đó nó tổn hại đến Võ Văn Thưởng ngồi đấy nhăn răng đấy nhưng mà không dám làm gì, không dám ho he gì cả. Anh nghĩ cái điều gì, cái bức xúc ở giữa đó, và có cách nào để nó có thể phản ứng vấn đề đó hay không, và nó có hậu quả gì không? Bởi vì Tô Lâm không phải là một cái nhân vật bây giờ mới dính chàm lần đầu. Cái vụ AGVG 7.000 tỷ, 8.000 tỷ của Phạm Nhật Vượng là đưa hồ sơ vào hồ sơ mật cũng là Tô Lâm, cái vụ bắt cóc người tại Đức cũng là Tô Lâm, và những vụ sau này cũng là Tô Lâm, đấy là những vụ người ta biết. Anh nghĩ rằng là cái con đường tương lai của Tô Lâm trước đây thì như Phạm Quang Nghị chỉ một câu nói thôi, tức là dân bây giờ là khác dân ngày xưa, không giống dân ngày xưa là lũ lụt, là không chịu đưa sức ra tự làm, cái gì cũng chờ ở trên, cái gì cũng chờ để cấp trên cho nó kia, và con đường
là chính trị của Phạm Quang Nghị đến đó là chấm dứt, từ đó là đi xuống. Vậy thì anh có nghĩ rằng là với Tô Lâm thì đến cái mức này thì là cái con đường chính trị của Tô Lâm đã là cái lúc mà cần phải có một cái bước ngoặt, anh có nghĩ như vậy không thầy? Vâng, thì tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vì không có người cho rằng là người dân bức xúc một ấy, thì Nguyễn Phú Trọng ông ta chắc chắn bức xúc 100, 1.000, chắc chắn là thế. Bởi vì tôi từng phân tích ấy, tức là Nguyễn Phú Trọng ông ta đáng lẽ giờ này gần 80 tuổi rồi, đáng lẽ là ông ta nghỉ, ông ta ở nhà cùng với chăm bà vợ già, cùng với mấy đứa cháu nội cháu ngoại vui vẻ giống như những người đàn ông bình thường khác ở trong xã hội. Nhưng mà ông ta vẫn phải lọ mọ, đi thì không vững, nói thì bờ là không tròn tiếng, thậm chí đi vệ sinh còn vẫn phải có người phục vụ chứ không có thể tự làm vệ sinh được, nhưng mà vẫn phải đến trụ sở Trung ương Đảng để chống đỡ chế độ. Bao nhiêu công sức ông ta đổ ra, thế mà mẹ cái thằng Tô Lâm mà đùng cái nó phá tất cả, bao nhiêu công lao là của Vũ Trọng mấy năm nay là đổ sông đổ biển hết. Cho nên ý, tôi với anh bức xúc một, người dân Việt Nam bức xúc 10, nhưng mà tôi nghĩ rằng Vũ Trọng nó phải bức xúc 1.000 một triệu lần, chắc chắn là thế, tôi khẳng định luôn. Nó nhìn bà thư ký, bởi vì Vũ Trọng nó không phải là tự vào mạng được, mà nó nghe nào là thư ký, nào là trợ lý an ninh, nào là trợ lý đủ các loại trợ lý. Một ngày buổi sáng ông ta nghe tin dồn dập như vậy, bảo anh Trọng ơi, thẻ báo chí nó đều Tô Lâm bên ghê lắm anh ạ. Thế thì bảo đâu mày cho xem nào. Thế nhìn cái cảnh như vậy là tôi khẳng định là Phú Trọng cực kỳ điên đấy. Nhưng mà vấn đề bây giờ mà ông ta có xử lý đến đâu thì tôi cho rằng là ông ta cũng đang tính toán để làm sao ấy mà yên được cái dẹp được cái xử được Tô Lâm mà lại không ảnh hưởng đến cái vấn đề chính trị, tức là làm rối loạn cái nội bộ của ta. Thì tôi nghĩ ông ta đang tính tính cách để sửa, bởi vì xin lỗi là trước đó ấy, vào ngày mùng 3 ấy, thì Võ Văn Thưởng đã ký một cái gọi là một quyết định số 41, nó quy định là về phương thức rồi các cái yếu tố vi phạm dẫn đến là việc từ chức hoặc là ép từ chức hoặc là miễn nhiệm đấy. Thì vừa ký giám mục xong thì ông Tô Lâm ông dính luôn cái đó đấy, thì tôi là và đấy. Vâng, không chỉ có một cái vấn đề đó mà Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định số 37 về cái những điều là 19 điều đảng viên không, những điều đảng viên không được làm ngoài 19 điều ký ức cũ, rồi còn bổ sung một số nữa là không được ăn chơi xa hoa, rồi là phải gương mẫu, rồi đủ cả cái thứ Nguyễn Phú Trọng vừa mới ký xong. Anh cũng nghĩ rằng là cái bút của Nguyễn Phú Trọng vừa ký xong chưa ra mực, cái bút của Võ Văn Thưởng vừa ký xong chưa ra mực, thì Tô Lâm làm cái quả này giống như hất một cái bãi là nước thải vào trước mặt Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng, với cái gọi là ủy viên Bộ Chính trị, và là nói như là Nguyễn Phú Trọng bảo có thế mới là đảng viên, có thế mới là ủy viên Trung ương Đảng, mà có thế mới là ủy viên Bộ Chính trị. Và cái nhân sự khóa này chúng ta làm kỹ càng lắm, rồi này khác vừa mới dứt mồm ra được mấy hôm, thì bây giờ Tô Lâm làm cái bãi vào giữa bãi nước thải này, vào giữa này, thì anh nghĩ rằng là tôi cũng 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 nghĩ cho anh là rất là đau, nhưng mà liệu cái cơn đau này có đủ sức để mà làm Nguyễn Phú Trọng có đủ cái khả năng, đủ cái năng lực để mà loại Tô Lâm ra khỏi cái hệ thống chính trị này không, thì chúng ta có lẽ còn phải chờ. Và thưa anh, là cái câu chuyện về cái miếng thịt bò, một cái cú đớp gọi là cú đớp thế kỷ của Tô Lâm có lẽ không chưa chấm dứt ở đây. Tôi nghĩ rằng là có lẽ còn sẽ còn dài, còn sẽ là còn được bàn luận đến rất nhiều, mặc dù báo chí có im lặng thì nó cũng sẽ không qua. Anh có nghĩ rằng cái chuyện này nó qua được nhanh chóng như là nhiều người nghĩ là thôi không nói đến nó sẽ qua không? Không, chắc chắn nó không được qua đâu, bởi vì là nó cái việc cái cú đốp thế kỷ này ấy, nó liên quan nhiều vấn đề lắm. Như tôi vừa nói đấy, chắc chắn người dân Việt Nam sẽ nhớ rất rất lâu, bởi vì là mỗi người tôi nói đấy, người dân không phải là mình nghĩ ra đâu, nhưng mà tôi nghĩ là 100% người dân họ sẽ nghĩ. Và cái những người cộng đồng mạng xã hội ấy, cứ mỗi một lần mà tăng giá xăng, tăng giá dầu hay tăng gì đó, hay là kêu gọi gì đó, chắc chắn là đặc biệt mà sắp tới đây mới phát hành công trái cháy mà lôi ra, thì chắc chắn là cái hình ảnh Tô Lâm lại tràn ngập trên mạng, chắc chắn là thế. Cái hình ảnh này nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nào Tô Lâm chết hoặc là nghỉ hưu thôi, chứ còn nó phải sẽ đi vào lịch sử của Việt Nam, chứ không thể nào mà nó trôi đâu. Nó không giống cái vụ khác, cái vụ này là vụ đặc biệt, nó quá đặc biệt rồi. Vâng, rất là thưa quý vị khán thính giả, chúng ta đang nói chuyện trên đường dây với luật sư Nguyễn Văn Đài từ nước Đức về cái câu một cái đúp cú đớp thế kỷ của một ủy viên Bộ Chính trị, của một Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban phòng chống tham nhũng lãng Khoan, phí và thực hành tiết kiệm, và khó rồi. Phó Ban phòng chống tham nhũng của Trung ương, nhưng mà trưởng Ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm cũng Của như Bộ là Công chống lãng phí của Bộ Công an, an. là một cái một trong những cái nhân vật gọi là quyền lực. Chúng ta nói một cái điều rằng, thưa quý vị, là ở Việt Nam mà bây giờ nói chuyện là có tứ trụ triều đình, là Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nước, là Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư, là Vương Đình Huệ chủ tịch quốc hội, với lại thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng mà có lẽ người quyền lực số 1,
Ngoài Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ phải tính đến Tô Lâm, là bởi vì nó nắm cả cái hệ thống an ninh tất cả mọi cái, cho nên là đừng nói chuyện là có những cái tay khác lơ ngơ được với nó. Nhưng mà bây giờ cái quả này là coi như Tô Lâm vả vào mặt Nguyễn Phú Trọng một cái quả quá đau này, chúng ta phải chờ đợi để xem thử là cái diễn đàn, cái sân khấu chính trị của Việt Nam nó sẽ diễn ra trong là thế nào trong những ngày tới. Và rất cảm ơn anh một lần nữa, và trước khi chúng ta rời chương trình thì mời anh gửi lời chào quý vị khán thính giả thưa anh. Vâng, cảm ơn anh Jimmy Bình đã có lời mời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Xin tạm biệt. Vâng, xin cảm ơn anh và chào quý vị khán thính giả. Chúng ta hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.